Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn tìm hiểu niềm hãnh diện của con em gia đình HO của công ty Luraco nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Võ Thành Nhân thực hiện với anh Tom Lê. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt. Vì chúng ta cứ mỗi năm tới ngày 19 tháng 6 đó, thì chúng ta có một số vấn đề để chúng ta kính nhớ tới những người lính, những người quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt khi mà chúng tôi tiếp xúc với lại anh Thành, Thơm Lê đó, khi mà đến thủ đô Hoa Thành Đốn đó, thì chúng tôi có được cái dịp tiếp xúc để mà tìm hiểu thêm về thân thế, về cuộc đời của anh và gia đình HO mà có con em rất là thành công khi đến Hoa Kỳ. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với anh Thơm Lê Thành. Xin kính mời quý vị theo dõi. Trước hết, xin được kính chào Thành. Em xin kính chào anh Võ Thành Nhân và xin kính chào quý đồng hương thương mến. Khi mà chúng ta nói chúng ta đến Hoa Kỳ thì nó có cái thời điểm, nó có cái diện riêng gia đình của Thành và Thành đến Mỹ năm nào và cái diện như thế nào? Dạ, thưa anh và thưa quý đồng hương thì Thành đến Mỹ cùng với gia đình vào năm 1995 theo diện HO-31 và ba của Thành là khóa 1 Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Dạ vâng. Yeah, khi mà đến định cư thì ba của Thành trước kia là ở Đà Lạt thì như vậy là cái công cuộc đấu tranh cái giai thoại mà lịch sử những cái công đức của cha mình đối với cuộc chiến đấu đó Thành có thể kể lại cho bà con nghe không? Dạ vâng, thưa quý vị, là một con em của cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì thực ra thưa quý vị chúng tôi là luôn luôn đề cao cái tinh thần của cha anh mình, đặc biệt là ba của Lê Thành. Và quý vị biết là xuất thân khóa 1 Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Do đó là cái vấn đề mà nuôi dạy của gia đình cũng ảnh hưởng đến con cái. Và hồi xưa, thưa quý vị, ba của Lê Thành cũng học rất là giỏi. Do đó là khi mà đến Mỹ thì anh em chúng tôi là làm sao để mà trả ơn. Vì trở lại cái câu hỏi của anh là cái sự hy sinh của cha ông mình quá lớn. Những người, thưa quý vị, là trước đây là cái chết và cái sống nó cận kề bên nhau. Sau năm 1975 thì cái sự hy sinh đó của những người ở lại nó là càng lớn hơn nữa khi mà phải vào trong những cái trại tù cải tạo. Thì mỗi lần mà quý vị, chúng tôi mà nhắc đến đây là Lê Thành bao giờ cũng cảm động. Là vì thưa quý vị là may mắn là cho Lê Thành được đi thăm bố một lần, hai lần. Đi thăm ở trại tù? Trại tù, 7 năm, 7 năm trại tù. Thì mỗi lần thăm như vậy là em khóc dữ lắm. Thành ra bây giờ mỗi lần mà nhắc đến cái chỗ này là em xin lỗi, rất là cảm động. Và khi mà chúng ta nói đến cái sự hy sinh của ông cha của mình, chúng ta nói tới cái sự cố gắng của chúng ta để mà đền đáp lại cái sự hy sinh đó. Thì khi mà qua Mỹ đó, thì các anh em của Thành có cái điều kiện học hỏi như thế nào và hiện nay cái sự thành tựu nó ra sao rồi? Dạ, vâng, thưa anh và thưa quý vị, ba của Lê Thành á cứ luôn luôn dạy con rằng là về nhà mình nghèo, chỉ có một con đường duy nhất mà thoát khỏi được cái sự nghèo khổ và bần cùng, đó là học vấn mà thôi. Ba em cứ luôn luôn nói đó, mình cái dù lòng mình cũng có, lý lịch của mình lại càng tệ nữa. Và trong gia đình là tất chỉ có con đường duy nhất đó là học hành. Thành ra là, thưa quý vị, khi mà đến Mỹ á, thì sau một năm mà chúng tôi đi tất cả đều vào, lao vào đi làm, một năm đầu để mà kiếm được nào là mua xe, rồi nào là góp lại để có một cái mua được một cái căn nhà để mà ở cho người là an cư lạc nghiệp đó thân. Sau đó thì chúng tôi sau một năm là anh em đều trở lại đi học hết. Nhưng mà cũng nhờ là cái chúng tôi có được cái gen từ bố mẹ. Bố mẹ ngày xưa học giỏi, do đó anh Nhân biết không, em đến Mỹ năm 95. Mà năm 2000 em đã học xong bằng Master về điện tử tại trường Đại học UTA. Chỉ sau 5 năm định cư tại Hoa Kỳ em đã học xong Master với điểm là 3.9 trên 4 chấm. Rồi đứa em của em tiếp tục lại ra một đứa kế tiếp là ra Master cũng về điện tử luôn. Rồi một đứa khác là Master về Computer Science. Rồi sau đó mấy năm sau thì tiến sĩ Kevin Huley là tốt nghiệp tiến sĩ về điện tử UTA luôn. Sau đó Kevin Huley có giảng dạy tại Đại học UTA một thời gian và sau đó làm Research Scientist cho một cái công ty. Rồi thưa vị, đứa em trai út của Thành mà sau khi ba mà đi tù cải tạo về đó, sinh năm 82 đó, từ 75 đến 82 là anh biết là 7 năm đó. Thì cậu đó bây giờ là bác sĩ chuyên khoa tim mà đặc biệt là thông tim. Thông tim.
Và khi mà chúng ta nói tới gia đình có con em đi học như vậy đó, thì những người con đó là gọi là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Thì mình nhìn thấy ông cha của mình và mình nhìn thấy cái sự cố gắng của mình đó, thì trong tương lai những cái gì mà Thành nghĩ rằng mình có thể đóng góp để cho cái niềm hãnh diện của nó biến thành những cái công tác hay là những cái kết quả cụ thể cho đất nước chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị, thì cái học thôi cũng chưa đủ. Quý vị thấy như gia đình chúng tôi, quý vị đã thưa với quý vị, thì chúng tôi luôn luôn là mang cái tinh thần của những cái người con hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nối tiếp cha ông cái sự hãnh diện đó. Chúng tôi luôn luôn là muốn làm sao để cho người Việt Nam của chúng ta là ngẩng cao đầu với năm châu bốn bể. Thưa quý vị, là ví dụ như chúng tôi nói với quý vị, sau khi mà chúng tôi học xong thì tôi với tiến sĩ Kevin Huy Lê mà nghĩ làm sao mình phải làm cái gì đó, chứ còn ví dụ mình chỉ đi làm hãng không thôi thì cũng là nó, xin thưa với quý vị, thì có gia tài giỏi như thế nào nó cũng vậy thôi, nhưng mà khi mà mình làm cái việc cho mình thì mình có cái khả năng và mình có được những cái vấn đề, những cái tự do trong cái vấn đề là make decision. Dạ, do đó em với Kevin thành lập công ty Luraco vào năm 2005. Dạ, thưa anh, là sau 10 năm định cư tại Hoa Kỳ thì chúng tôi thành lập công ty Luraco, và cho tới bây giờ là 14 năm rồi. Mà quý vị biết là công ty Luraco chúng tôi không những là chúng tôi được gần gũi với cộng đồng Việt Nam, nhưng mà thưa quý vị, về bên chỗ quốc phòng Hoa Kỳ hoặc là những cái công ty của Mỹ, họ cũng nhận biết về công ty Luraco, và mỗi lần chúng tôi được gặp những cái thưa quý vị, những cơ quan chính phủ thì họ cũng rất là ngưỡng mộ cái sự thành công của công ty Luraco. Và khi mà chúng ta nói tới ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta nói tới những người lính, những người đã hy sinh chiến đấu, nhưng mà cái cuộc chiến chẳng may chúng ta kết thúc vào những cái ngày rất là khắc nghiệt, rất là nghiệt ngã của đất nước là ngày 30 tháng 4. Một số người đã hy sinh, đã chết ngay ngày 30 tháng 4. Thì Thành có thể chia sẻ cái cảm tưởng của Thành đối với lại gia đình của những người mà đã có những người hy sinh như vậy, hoặc là những người lính đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Dạ vâng, thưa anh, thì đó là những cái mất mát quá lớn, chúng tôi quá lớn. Hồi đó thì thưa vị, năm 75 đó, thì khi gia đình chúng tôi, khi đó ba thì đi tù, Thành hồi đó cũng đang còn nhỏ thôi. Nhưng mà thưa quý vị, Thành nghĩ lại vẫn còn may mắn hơn biết bao nhiêu gia đình, là vì mình dù sao đi nữa, ba đi học đi tù cải tạo nhưng mà còn sống. Dạ, còn bao nhiêu người, thưa quý vị, nhất là quý vị biết không, chúng tôi ở ngoài Quảng Trị, Đông Hà Quảng Trị đó, thưa quý vị, là cái nơi mà tuyến đầu của cái bom đạn, do đó là thưa quý vị khốc liệt lắm. Cái năm mà chúng tôi 95 chúng tôi đi Mỹ mà đôi khi thỉnh thoảng vẫn nghe bom nổ và người chết vẫn chết, là vì thưa quý vị, người dân đi cày đi cuốc gặp phải bom mình đó, thưa quý vị, cũng nổ, lâu lâu cũng nghe ì ầm chỗ này chỗ kia, rồi cũng người chết cho đến năm 95 ấy. Tội nghiệp lắm, thưa quý vị, cho đó là đó một cái mất mát quá lớn. Và nhân đây cho chúng tôi đại diện cho gia đình Luraco cũng xin được tri ân sự hy sinh của tất cả các anh các chú các bác, và cũng xin được chia buồn với những ai mà không được cái may mắn để đạp bước chân đến vùng trời tự do. Xin được cảm ơn Thành rất là nhiều. Yeah. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi cũng xin có một cái giây phút để mà kính nhớ đến những người đã hy sinh cho đất nước của chúng ta, đặc biệt những người đã hy sinh trong những ngày tháng cuối cùng của một cái cuộc chiến rất là nghiệt ngã, và xin được trân quý những bà mẹ, những người chị, những người em thuộc những cái gia đình của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang còn nuôi dưỡng những con em của mình, và hy vọng là trong tương lai chúng ta thật gần, chúng ta có một ngày quang phục Việt Nam. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Biết Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.